Hello chào các bạn nha. Thì hôm nay Lợi Food tiếp tục lên sóng nha. Thì hôm nay Lợi Food sẽ gửi đến các bạn một món gà rất là dễ làm, rất là ngon, rất là thơm luôn, nguyên chất luôn. Gà đốt muối đây. Thì đây mình đang ở trên hành lang nhà trọ nha. Đây, đây là nhà trọ nè. Các bạn thấy không? Đó, hành lang làm luôn nè. Bên này mới dời qua nhà trọ mới nên không có quay cái cảnh kia. Rừng cây hay là ruộng lúa gì nó thì hôm nay Lễ Food sẽ gửi đến các bạn cái món gà hấp muối này. Thì nhiên liệu hôm nay gồm có đây là con gà trống 1,8 kg luôn, nhìn rất là ngon, thịt gà ta đàng hoàng nha mọi người. Đó bạn thấy không, bạn thấy không? Một con gà ta, còn đây là sả, ớt, đây là cái chén gia vị của mình, hành, tỏi, ớt, nước mắm với dầu ăn. Đó, mình bỏ vô ăn khi mình hấp gà cho cái da nó bóng mượt, rất là ngon, rất là thơm. Đây cái thầm không quan trọng, còn thiếu đây là hôm nay là 1 kg muối, 1 kg muối hột nha bà con. Đó bạn thấy không, đây nguyên liệu hôm nay gồm chỉ bao nhiêu đây thôi, nó đơn giản vậy thôi. Món gà hấp muối sẽ có một món gà hấp muối rất là ngon, rất là tuyệt. Cái phần ướp gà của mình thì nó cũng đơn giản thôi, cái sốt thì mình đã nêm rồi thì mình cứ cho vào và mình đánh đều cái sốt lên, bột ngọt, muối, đường, tiêu, tỏi, ớt. Đây, thấy không? Rất là ngon, thơm luôn nha. Rất là có màu luôn, cái màu đó là cái màu mình bỏ ớt bột vô đó các bạn. Cho nó dậy lên cái màu, khi mình hấp ra con gà bóng mượt và nó màu, nó có lên màu rất là đẹp, rất là đỏ. Thì đây mình sẽ rưới lên con gà. Trước tiên mình cho vào bụng trước đi. Đó, thấy không? Đây. Tiền lên con gà thôi, dễ vậy thôi, nó cũng đơn giản mà. Gà hấp muối thì mình ướp rồi mình cho vào hấp thôi, cho vào nồi hấp muối thôi. Cái này không phải là hấp muối nha, nó đúng nghĩa của nó, tên của nó kêu là đốt muối chứ không hấp muối. Hấp muối là mình hấp ở dưới là cách thủy nước đúng không, còn cái này mình không có cách thủy nước nha, mình cho trực tiếp luôn, mình trực tiếp vào con gà và hấp nó luôn, cho muối, lớp muối dưới rồi xả lên trên, rồi muối xả rồi tới gà. Đó, mình hấp trực tiếp luôn, trực tiếp gà muối luôn. Có hiệu quả không? Thơm hấp dẫn chưa bạn? Chủ yếu là nằm ở trong bụng con gà 1,8 kg mà, gà cha gà ta luôn nha, ta nó ngon cậu, hấp dẫn quá bạn ạ. Thấy cái màu không? Ở trong đây có bộ đồ lòng luôn. Đây, trộn bộ đồ lòng lên cho nó tốt cái điều luôn. Bây giờ có miếng huyết nè. Huyết này mình hấp luôn, mình để nguyên hấp luôn. To các bạn. Thì bạn thấy đấy, con gà mình đã tẩm ớt xong rồi đó. Thì mình chờ khoảng 5-10 phút gì đó cho nó thấm đều qua gia vị, cái mình bỏ vô mình đốt muối nha bạn. Hay qua sau đây 15 phút đã trôi qua đây, thì tới đây thì công đoạn tiếp theo là mình bỏ gà vào mình đốt nha các bạn. Nó là gà đốt muối. Đây thì trước tiên thì mình cho lá xả này. Đó, mình bỏ lá xả dưới này. Đây, cho một mớ lá xả này. Cho nó dậy mùi thơm lên. Đó, mình bỏ một mớ lá xả này. Ớt nè. Đây cái tầm quan trọng là đây. Các bạn thấy không?
thấy không? Đây đây. Đó. Lót một lớp muối ở dưới nè. Cho cái món gà nó thêm hấp dẫn. Cho thêm một lớp sả lên nè. Lớp này lớp cuối cùng nè. Đây thì là sả đó. Sả này mình xé ra cho nó thơm đều. Làm xong một lớp sả nè, cắt nè. Đó, sau này mình cho ớt vô nè. Là thích ăn cay thì mình bỏ ớt vô. Xé ớt bỏ vô. Đó, thì mình thì cũng thích có cái cay cái the vậy thôi. Cái này nó cũng không có đến nỗi mà nó cay mấy. Mình sẽ bỏ bộ đồ lòng lên trước nha. Dạ, mình bỏ bộ đồ lòng trước rồi mình mới bỏ gà lên. Đây. À, mê gà. Và tiếp sau đây là đây đây mình bỏ con gà lên. Đó thì công đoạn lọc gà nè. Đó mình đã bỏ con gà lọt vô nồi luôn nha bạn. Công nhận cái nồi này hơi nhỏ. Mà thôi cũng bỏ đỡ đi chứ nhà có cái nồi thôi. Mới sắm được cái nồi thôi đó. Đó cho nên thì đã băng rồi không? Nó cũng đơn giản thôi. Rồi thì còn công đoạn tiếp theo thì mình cho một ít cái sốt hồi nãy mình đó mình cứ lên da nó cho nó bóng lưỡng. Bắt đầu bắt lửa thôi. Quá ngon. Đây gà chín rồi nha các bạn. Ủa nó sôi kìa. Wow. Rất là ngon nha, chín rồi nha. Bây giờ là gấp gà nha mọi người. Ủa, nó dính vô luôn rồi. Dạ, dạ nó dính luôn rồi, nó dính vô cái nồi luôn rồi. Ờ nó chín nè bạn ơi. Xé ra được luôn rồi nè. Chín ngon bạn. Quá hấp dẫn luôn. Ủa nó thơm. Đây mình gấp gà ra dẻ nha mọi người. Đó, bạn thấy không? Con gà nó chín mà nó mềm. Ôi giờ mình phải nhét cái dĩa vô mà để nó lên cái dĩa mới được. Ây da. Ôi da, cái dĩa nó nhỏ quá. Ôi da. Ây da. Quá ngon luôn bạn ơi. Hấp dẫn luôn. Để ra đây cái đi. Cái giò nè. Ôi dạ nó ngon, nó chín rồi. Bộ lòng nè bạn ơi. Ôi ôi nó thơm. Mùi nó hấp dẫn luôn mà. Đốt mà muối mà nó khô, nó khét luôn dưới luôn mà. Nè. Tao nói có biết nè. Nó ngon cái này rồi. Cái này mà chấm muối ớt thì tao nói là rồi, xong luôn mà. Quá khứ một chiều mưa bay luôn. Rất là ngon nha gà. Hấp muối rất là dễ làm luôn, đơn giản luôn nè. Cái này chẳng hồi chắc. Ủa nó dính cứ ngắt nó dưới luôn mà. Đó, thấy không? Đây mình gấp bộ đồ lòng nè. Bỏ vô con gà cái đi. Cho nó lọt vô con gà cái đi. Đó, nó dính dưới cứ. Muối nó dính dưới luôn mà. Mình để một lớp sả, một lớp muối cái mình một lớp sả. Nó hên gà. Để như vậy gà nó không có dính ở dưới lớp muối. Mà nó rất là ngon. Rồi mình gấp bộ đồ lòng nữa nè. Ây da, gà nó thơm. Có cái mề đó bạn. Có cái mề kìa. Không, rất là ngon. Thơm lắm bạn. Mùi thơm biến ngủ luôn á. Thơm nó thơm không thể nào tả nổi. Đó thì bạn thấy nè. Đó. Muối nó khô mà nó dính luôn á. Dính dưới luôn cái này để đem vô ngâm cái nồi trước. Đó thì đây cái phần quan trọng đến nha. Đó, gà nè. Muối ớt nè. Tôi nói gà hấp muối đó. Nó nói chung là nó giữ nguyên vị luôn mà. Con gà nó nước nó rất là ngọt luôn. Mình không có đổ nước vòng gì vô đó hết, bởi vì nó rất là ngon. Rất
rất là ngọt. Cái mùi gà mà rất là thơm, cái mùi xả nó thơm. Thơm lắm mà. Nó thì các bạn thấy không? Đây. À, đây mình quay con gà nè. Nè, để lên đây nè. Đó, mùi ớt nè. Trời ơi, trời ơi. Hấp dẫn quá bạn ơi. Nó thơm. Gà hấp đó, nó nguyên cái vị luôn, nó còn một xả gà. Tao nói hấp mà tao nói đó, thì cái phần quan trọng là đến nha mọi người ơi, mọi người vào ăn chung với mình nha. Gà đốt muối nha, đó tao nói cái chân nè các bạn thấy không, hấp tao mà nó chín mà nó mềm mà kéo ra nó xương luôn. Gà ta nha các bạn chứ không phải gà công nghiệp nha. Nay thì mình giới thiệu của bạn là cái món là gà hấp muối, có tên là gà đốt muối, hấp muối hay đốt muối thì cũng như nhau. Thơm quá bạn, rất là thơm luôn, nó thơm mà nó ngon lạ lùng. Rồi thì mọi người ơi, vô dùng chung với mình nha. Đây mình thấy không, còn khói luôn rồi mà nóng nè. Đâu mình sẽ thử miếng đùi gà này. Đây nè các bạn thấy không, đó, nó còn nguyên nước luôn mà mềm chín mà nó mềm mà nói. Mời các bạn nha, gà hấp muối nha bạn, hấp muối hay là đốt muối gì thì cũng cùng chung cái tên thôi. Nó thì này tự chấm miếng muối ớt, ta nói tao nó làm chấm muối ớt rồi, quá khứ một chuyện bại luôn á. Gà hấp mà miếng vị nó ngọt mà mùi chứ nó hòa quyện, còn muối nó cay mà nó mặn à. Trời ơi, thịt nó dai nó ngon, rất là ngon, rất là đã luôn. Đó thì thử một miếng gan nè, tê gan này mình để dưới nè, để thử coi nó thấm hơn con gà không, nó ngọt hơn gà. Đó, mời bạn nha, đây miếng gan này nó bở nó mềm, cái vị nó ngon, ta nói nó ngọt, nó hòa quyện mà mùi nó xả nó thơm mà muối á, quan trọng là muối nó cay. Muối hột nha, mình đâm muối hột này bạn không, bởi bạn dùng nha, gà đốt muối nha, rất là hấp dẫn nha, rất là dễ làm, rất là đơn giản luôn rồi. Đơn giản mà dễ làm bạn thấy không, mau lẹ lên gọn luôn, nửa tiếng đồng hồ đã có ăn. Mời bạn nha, là mấy giò nè, mấy giò nè, mấy đã nè, mấy giò ăn nó hấp dẫn mà nó ngon, nó thấm, mềm mà, nó mềm. Gà này mà làm bậy bậy nó giờ chai nó sẽ nào em ngon, nhậu là ngon lắm mà, nhậu là rất là nhanh, rất là ngon luôn, khô mọi bạn thấy không, nó đã mọi người, nó thơm lắm, gà hấp ngon lắm, mềm. Gà ta mà nó mềm gì đó, chấm muối ớt, con phụ gà mà hấp mà nó mềm mà nó rỡ rồi, nó rỡ rồi còn xương thôi, nó ngon đến mức độ đó. Rất là dai, rất là hấp
đảo bạn ơi. Ngon quá. Có thằng ngon không? Chào bạn và hẹn các bạn trong video sau nha. Lại post nha bạn. Nhớ xem ủng hộ video mình nha. Like, comment gì đó, đăng ký mình ủng hộ cho lại post. Chào hẹn lại các bạn trong video sau. Gà hấp hấp muối nha bạn. Ngon không thể tả luôn. Làm miếng nữa. Ớt xay cho nó cái cay ăn hòa vị rất là ngon, mình rất thích là để ớt xay để cho nó muối được. Thấy không, gà mà muối ớt nè. Ủa nó cay ta nói nó ngon, nhìn đã thèm mà đúng không? À, các bạn xem ủng hộ nào lại post nha. Chào bạn nha. Làm miếng nha.